Ảnh động là gì? Ảnh động là ảnh thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh. Mỗi ảnh tĩnh xuất hiện trong một thời gian ngắn. Khái niệm ảnh động được ra đời năm 2011, được lưu với đuôi chấm dích. Mình sẽ giới thiệu đến bạn 5 nguồn ảnh động siêu chất lượng, giúp bạn có thêm tài nguyên ảnh động khi thiết kế. Đầu tiên là kho ảnh động của Google. Bạn truy cập Google Hình ảnh, tìm từ khóa với nội dung ảnh bạn muốn, chọn công cụ và cài đặt định dạng ảnh cần tìm là JPEG. Bốn nguồn ảnh tiếp theo sẽ không khiến bạn thất vọng lần lượt là số nguồn ảnh trên bạn đã tìm được hình ảnh mình muốn. Tiếp theo, cách chèn hình động vào PowerPoint có 3 cách như sau. Cách 1, vào Insert, chọn Picture, JPEG Device, click vào ảnh động và ấn Open. Cách 2, tải ảnh động xuống, ấn giữ chuột trái vào ảnh và kéo thả trực tiếp tới Slide PowerPoint. Cách 3, giữ chuột trái vào ảnh mà bạn tìm kiếm được, kéo thả trực tiếp vào Slide PowerPoint. Với cách này bạn sẽ không phải tải ảnh về nữa. Rất hiệu quả và nhanh chóng đúng không bạn? Trên đây mình đã giới thiệu và hướng dẫn nguồn ảnh động cùng cách chèn ảnh động vào Slide PowerPoint. Hy vọng video này giúp ích được cho bạn. Chúc bạn có những mẫu thiết kế đẹp, sinh động hơn. Nhớ ấn like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.